Chào các bạn. Chiếc này là chiếc Mazda CX-5 đời 2015-16. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu đề nổ từ xe bộ Fortin dành cho chiếc Mazda CX-5 này. Thì kích đề nổ trên thì mốt zin luôn nha các bạn. Bộ này thì cắm rắc hoàn toàn, rất là nhanh. Thì mình đã tháo trước cho các bạn cái khâu tháo. Thì ở đây là mình sẽ tháo cái ốc vô lăng trước. Tháo cái này thì chỉ cần hạ xuống thôi chứ không cần phải tháo ra hoàn toàn đâu, tại vì hai cái rắc của nó nằm ngay cái vị trí vô lăng luôn. Thì mình đã rút rắc mình cắm trước cho các bạn coi đây. Thì cái thao tác mà trước khi các bạn rút rắc tháo rắc á, thì các bạn nên tháo cọc bình trước, sau đó các bạn mới rút rắc và cắm cái rắc chuyển đổi vào đó. Thì mình đã thao rắc trước cho nó nhanh. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cái khâu còn lại, đó là về cài đặt. Thì trước khi lần đầu tiên thì các bạn nhấn giữ cái nút rồ rem ở phía sau này, nhấn giữ, các bạn cắm cái rắc đen vào nhé. Các bạn để ý đèn, thì khi nào đèn xanh một màu thì các bạn nhả cái nút rồ rem ra. Sau đó mình gắn cái rắc màu trắng này vào. Hai lần lên, 1, 2. Rồi tiếp tục các bạn để ý cái đèn, khi nào đèn xanh sáng một màu á thì các bạn on lần thứ ba, tức là tắt nguồn á. Rồi, ok. Rồi các bạn rút hết rắc ra, sau đó mình sẽ nạp chương trình vào cái hộp khiển này. Thì cái tool mình đang kết nối, cái tool ở đây là cái tool mobile, thì nó sẽ cắm trực tiếp vào từ cái cổng OBD2. Sau đó các bạn cắm vào cái rắc phía sau cái hộp này. Rồi mình lấy cái điện thoại của mình để mình kết nối, mình cài đặt. Thì cái thao tác này thì các bạn kết nối bằng Bluetooth nha các bạn. Thì ở đây nó có một cái tên là FL Mobile, thì bạn bấm connect vào. Mật khẩu của nó khi các bạn lần đầu kết nối thì cái mật khẩu của nó là 4 số 0. Rồi các bạn đào cái phần mềm Lát Linh Mobile. Cái này mình đã đăng nhập sẵn rồi nhá. Thì khi nào các bạn lấy hàng của bên mình nhá, thì bên mình sẽ cung cấp cho các bạn cái phần mềm, cái tài khoản để đăng nhập. Cái đầu tiên đó không có. Ok. Cần... đây các bạn nhấp vào cái folder này, cuối cùng này, các bạn để ý nha. Sau đó mình bấm chữ send data, thì dữ liệu nó sẽ đẩy vào cái hộp này. Thì nó mất thời gian chắc tầm gần 1 phút đó. Thì các bạn để ý trên này là khi mà nó phần trăm nó chạy đến 100% là đã nạp xong dữ liệu. Các bạn bấm hoàn thành là rút tắt nguồn, rút rắc cái cài đặt và cắm rắc nguồn lại là được. Rồi các bạn chờ luôn. Thời gian mà lắp đặt như cái con CX-5 đời 15-16 này thì thời gian thường là rơi vô tầm 10-15 phút là xong. Tháo mở cũng rất là ít nha các bạn. Tháo mỗi cái ốp này với lại cái ốp vô lăng là các bạn cắm được rắc rồi. Thì trong quá trình cài đặt này thì các bạn để ý cái kết nối mạng 3G hoặc là cái kết nối mạng wifi làm sao cho nó ổn định.
Tại vì khi mà loát dữ liệu này mà nếu mà mất kết nối mạng á, thì các bạn lại phải kết nối và các bạn nạp mạng đến khi nào nó chạy đúng 100% thì mới hoàn thành. Rồi ok, xong rồi đó. Rồi giờ mình rút cái phần rắc truyền dữ liệu ra và mình cắm lại cái rắc này. Thì các bạn lưu ý cái phần hai cái rắc này nha, thường là bắt buộc mình sẽ phải cắm rắc nguồn trước. Đây là rắc nguồn màu đen này, sau đó mình mới cắm cái rắc dữ liệu vào, tín hiệu vào. Rồi bây giờ mình sẽ test cái đề nổ từ xa cho các bạn coi. Nhớ là khi mà ra ngoài thì các bạn phải đóng hết cửa và nắp capo lại nha. Và đợi tầm 15 giây thì bắt đầu mình mới thao tác bằng cách đề từ xe là khóa 3 lần. Các bạn đợi tầm 10-15 giây. Bắt được đó. 1 2 3. Thì khi các bạn bấm khóa, bấm đều tay, bấm từ từ, bắt đẩy cái xi nhan. Đó, xe đã được đề. Tắt từ xa thì các bạn cũng bấm khóa 3 lần. 1 2 3. Đó, xe đã được tắt. Thao tác rất là đơn giản. Việc lắp đặt thì cũng khá nhanh. Thì các bạn đẩy một chút xíu về những cái đèn tín hiệu thì sẽ lắp được ok hơn. Rồi, cảm ơn các bạn.